Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các thông số bề mặt của phần mềm Cura. Thì ở đây là có hai thông số bề mặt chính, đó là self thickness và bot hoặc bottom thickness, self thickness. Thì để hiểu về các cái thông số này, chúng ta có thể theo dõi cái hình sau. Thì đây đây là hình cắt của một cái khối hình hộp chữ nhật. Nhìn khi nhìn từ trên xuống thì self thickness chính là cái vỏ ngoài của cái vật mà theo phương nằm ngang á, còn top với bottom chính, top chính là cái mặt trên của cái khối hộp mà bottom chính là mặt dưới của khối hộp. Đầu tiên là thông số self thickness. Self thickness thì hiện cho độ dày của mẫu in. Thì để xem nó vận hành như thế nào, chúng ta có thể chọn một cái mẫu hình hộp chữ nhật và xem ở chế độ layer. Thì ở đây hiện tại là self thickness là có kích thước là 1.2. Thì ở trong hình này thì self thickness thể hiện cho cái thông số cái màu sắc là màu đỏ với màu xanh lá. Bây giờ mình thử chỉnh cái này lên thử. Đây thì mình thấy là phần cell này đã mở rộng ra. Vậy như vậy thì trong phần mềm Cura thì self thickness có tác dụng như thế nào và khi nào chúng ta cần điều chỉnh nó? Thì có hai lưu ý. Thứ nhất đó là đối với trường hợp là khi mình mà in cái mẫu này rộng, thì bằng cách cho cái này bằng không, thì cái mẫu này rộng thì mình đòi hỏi là cái mẫu in của mình phải được cứng cáp hơn, thì buộc mình phải tăng cái kích thước của self thickness này lên để đủ dày cho cái mẫu mình có thể được định hình và có thể là cứng không bị mọp méo. Thì ít nhất cũng nên để là 1.2 thì khi đó cái mẫu vật mới được cứng được. Trường hợp thứ hai á, là khi in những cái mẫu mà nó mỏng quá như là cái thân của cái chai, hoặc là đây mình cũng có một cái mẫu khác, là đây là một cái mẫu vật mình vẽ có độ dày là kích thước là 1 ly. Thì đối với những trường hợp mỏng thân thân vật mà mỏng như vậy thì mình nên để cho cái self thickness này nhỏ thôi, và theo cái một nguyên tắc là 2 lần độ dày của cái thân cái self thickness này, thông số self thickness này phải bé hơn kích thước của chiều dày của thân mẫu. Như vậy thì sẽ là đảm bảo cho bề mặt mẫu in của mình sẽ là luôn luôn là được đẹp nhất. Đây, có thể xem trong chế độ layer. Thì cái này ở đây vì nó nhỏ quá nên nó không sâu rõ, thì khi in ngoài thực tế thì cái thông điều này nó sẽ có những ảnh hưởng sẽ rất rõ ra. Thông số tiếp theo có ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt, đó chính là thông số bottom và top thickness. Thì về cơ bản thì thông số này cũng là mang ý nghĩa là giống như thông số là self thickness. Bottom và top thickness thường để tùy chỉnh là khi trong một số trường hợp giống như là mẫu in là rộng, mẫu in đó bị rộng, hoặc là chúng ta cố ý là để cho mẫu in đó rộng và không in support bên trong. Ví dụ như là trường hợp là in cái chai thì chúng ta thường là mong muốn là bên trong lòng của nó rộng thì chúng ta sẽ không để support bên trong, nhưng mà khi đó chúng ta cần phải tùy chỉnh lại cái thông số bottom và top thickness lại một xíu. Thì trước hết thì mình sẽ lấy ví dụ về cái thông số. Đây là một cái mẫu in một cái khối nhà này mà bên trong nó là rộng, và khi in thì chúng ta thấy là không có phần support được sinh ra bên trong, nên như vậy về lý thuyết thì chúng ta có thể dự đoán là thì là cái phần mà trần nhà, là cái phần trên cao này thì nó sẽ bị sụp một phần ở bên trong. Và như vậy nếu mà chúng ta để cái bottom và top thickness này nó mỏng quá thì cái bề mặt in của nó sẽ không được đẹp. Thì do đó thì đối với trường hợp mà mẫu in bên trong rộng mà nhưng mà có cái không gian mà gọi là ô nó không được chống đỡ ở phía dưới, thì chúng ta nên điều chỉnh cái này là dày lên là tầm khoảng 1.2 là vừa. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cải thiện bề mặt được tốt hơn. Đấy, thì những cái này thì khi in ra mình mới có thể thấy rõ được. Một cái mẫu tương tự tiếp theo là một cái chai đây.
Đối với cái mẫu chai này thì chúng ta thấy là có support sinh ra ở bên trong lòng nó, và để mục đích là để đỡ cái phần phần nắp phía trên này của mình. Nhưng mà thực ra thì nếu mà để support như vậy thì mình sẽ thấy được cái thời gian in của nó sẽ lớn hơn rất nhiều và cũng tốn khá nhiều nhựa. Thì hiện tại thời gian in của nó bây giờ là tới 8 giờ. Thì bây giờ nếu mà mình không không muốn có support bên trong để tiết kiệm thời gian in thì và vẫn muốn cái mẫu mình được đảm bảo tốt thì mình có thể là bỏ cái phần support này luôn và tăng cái thông số bottom và top thickness này lên, thì cũng là tầm 1.2 hoặc là 1.6 gì đó cũng được, nhưng mà mình thường lấy 1.2 vì thông số nếu mình để đây là 0 chấm layer 2 là 0.2. Thì bây giờ nếu mình để bottom 1.2 nghĩa là nó in cũng được 6 lớp rồi, thì 6 lớp thì cũng đảm bảo được là cái bề mặt nó được là phủ khá láng rồi, nên là như vậy là ổn. Thì trong trường hợp này mình có thể thấy được là cái thời gian in của nó đã giảm gần 3 tiếng, bây giờ chỉ còn 5 tiếng, khoảng 5 tiếng rưỡi thôi. Thì mình thấy là việc tùy chỉnh những cái thông số này giúp mình tiết kiệm rất nhiều về thời gian in cũng như là lượng nhựa hao phí. Đó là cái ý nghĩa của thông số là bottom và top thickness.